đến với gia đình của anh Từ Công Duy, ngụ tại thôn 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Gia đình gồm có hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Hiện tại, sức khỏe của anh Duy rất yếu vì bản thân anh mắc bệnh tim từ nhỏ. Quá trình giành lại sự sống cho anh vô cùng gian nan vì bệnh tình của anh rất cần nhiều chi phí để điều trị, mà điều kiện gia đình thì lại khó khăn, tài sản cũng chẳng có gì. Cả ngôi nhà để che mưa che nắng cũng không được kiên cố. Thêm vào đó, đứa con gái của anh cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, bệnh tật đeo bám, khiến gia đình rơi vào túng quẫn. Khi số nợ vay mượn từ ngân hàng và bà con ngày càng tăng lên, đến nay đã hơn 200 triệu. Gia đình anh Duy đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm để có đủ kinh phí chữa bệnh, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục lao động lo cho gia đình. Con đường đến trường của các con không phải bị dừng lại bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền và bệnh tật triền miên. Sau 2 tháng thi công, đoàn chúng tôi quay trở lại thăm và thực hiện lễ trao nhà cho gia đình. Trưa ngày 19 tháng 11 năm 2018, đoàn chúng tôi đến làm lễ trao ngôi nhà tình thương đến gia đình anh Duy. Ngôi nhà do gia đình Phật tử Diệu Nhàn phát tâm tài trợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch trên chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý vị trong chính quyền của địa phương, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đoàn từ thiện của chùa Lâm Tỳ Ni, thì hôm nay nhung bình rất là hạnh phúc được mang sự yêu thương chia sẻ tới vùng Quảng Trị. Chương trình mà đi giúp đỡ như vậy, từ thiện như vậy thì đi rất là nhiều tỉnh miền Tây mà chỉ ra tới Huế bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ra đến Quảng Trị, nó xa như vậy, đó là niềm vui sướng là được lan tỏa tới ngoài này. Và mới trao một cái căn nhà ở Quảng Trị mà cách đây nửa tiếng, đó là Hải Lăng, thì năm nay tới đây ở Triệu Phong này, đó là niềm vui của Nhung Bình cũng giống như quý vị trong đoàn. Và Nhung Bình cũng rất là cảm ơn Thầy Mãn, Thầy đã giúp đỡ cho gia đình của anh. Và Nhung Bình cũng chúc cho Thầy phát triển được cái giáo hội Phật giáo của tỉnh Quảng Trị ở đây, và chúc cái chương trình nhà từ bi của Thầy càng ngày càng nhiều hơn nữa, cái chương trình này càng phát triển mạnh hơn, cho được nhiều cái hộ gia đình trong tỉnh này được ấm no, được căn nhà ấm no Di Đà Phật. Xin cảm ơn Thượng Tọa rất là nhiều. Và đây là bỏ hoa, hoa đồng cọ nồi đúng nghĩa luôn. Xin được tặng Thượng Tọa. Di Đà Phật, thì cảm ơn những cái đó hoa rất là nồng nàn và quê hương. Nhưng mình rất là thích quê hương, xứ sở của quê nhà. Và Nhung Bình cũng tặng cho anh một cái nồi cơm điện và một cái máy quạt đến lúc mà trời nóng, và một cái bao thư nhỏ nhỏ để anh ăn Tết. Hy vọng là cái Tết này anh sẽ đầm ấm và hạnh phúc. Buổi lễ trao nhà được diễn ra dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni, đại diện chính quyền địa phương, trong niềm vui mừng của quý Phật tử và bà con hàng xóm. Lời đầu tiên cho con xin gửi lời trời cảm ơn đến tất cả quý ban lãnh đạo, quý thầy, quý cô, quý bà con cũng như tất cả quý mọi người. Trước hết con cũng không biết nói gì hơn, cũng thân thật cảm ơn quý thầy, quý cô, rồi quý ban ngành lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo cho con, giúp cho con làm được cái ngôi nhà trong cái quá trình đến hôm nay. Thật sự con thấy rất là hạnh phúc mà không biết nói gì hơn, và không biết nói gì hơn một cái lời cảm ơn thành thật rất là sung sướng và xúc động. Dạ, con xin cảm ơn.
niềm vui như vỡ òa trên gương mặt của các thành viên trong gia đình. Cuộc sống mới đã được tạo dựng, sống cơm vừa ấm bụng, sống lòng đầy hạnh phúc. Mong rằng tâm trí và nỗ lực cố gắng sẽ không dừng lại với gia đình, bởi những đứa con nhỏ sẽ là tia hy vọng tiếp theo để cuộc sống gia đình sẽ ngày một tốt hơn. Vậy là thêm một ngôi nhà tình thương nữa lại được trao tặng. Phật sự này được thành tựu như hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự kết tụ từ bao nhiêu tâm nguyện, bao nhiêu đêm thao thức, bao trăn trở suy tư của những người con Phật mang đầy trách nhiệm. Quý Phật tử cùng trợ duyên với đoàn dưới mọi hình thức đã chẳng ngại gian lao khó nhọc, dù trực tiếp hay gián tiếp thì đó đều là nghĩa cử cao đẹp của những người con Phật. Và với lòng hoan hỷ cũng như phát xuất từ tâm từ bi ấy đã tạo nên chất liệu keo sơn và nối liền nghĩa đạo, tình đời, hòa quyện, thiêng liêng. Chúng tôi mong rằng sự nhiệt tâm ấy luôn được nhân lên mãi trong thời gian tiếp theo. Có được như thế là chúng tôi cùng nhau dựng xây được thêm nhiều ngôi nhà cho bao phận người nghèo khổ. Chúng tôi với lòng cảm niệm công đức thật sâu xa và viết lên lời cảm ơn chân tình đối với tất cả quý vị đã nhiệt tâm hộ pháp cho chương trình Ngôi Nhà Tình Thương của Chùa Lâm Tỳ Ni được thành công viên mãn.